tại Tạ Đức Trí. Xin được gửi lời chào thân ái quý vị trong chương trình Thời sự trong ngày của Đài truyền KVLA được phát sóng trên băng tầng 57.8 và trên hệ thống Galaxy 19 toàn quốc Hoa Kỳ và Canada. Và hôm nay đã là ngày thứ ba, 23 tháng Giêng năm 2018. Xin gửi lời chào thân ái Tạ Đức Trí ngày hôm nay. Dạ, yeah, xin gửi lời chào anh Quốc Bình, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả. Và cũng như thường lệ tại Đức Trí và Quốc Bình sẽ gửi quý vị những bản tin đáng chú ý trong ngày thứ ba này, sau đó là vào phần bình luận thời sự. Và để bắt đầu là những bản tin đáng chú ý ngay sau đây. Mỹ Việt thắt chặt quan hệ quốc phòng. Sau hai ngày làm việc tại Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis sẽ đến thành phố Hà Nội tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong hai ngày 24 và 25 tháng Giêng 2018. Vài ngày trước kỷ niệm 50 năm sự kiện Tết Mậu Thân, một cuộc mất quan trọng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thông tấn xã AFP tại thành phố Hà Nội cho biết, tướng James Mattis và các nhà lãnh đạo quân đội Việt Nam sẽ tập trung thảo luận về tự do lưu thông hàng hải ở vùng biển đông. trong khi đó, đối với Indonesia, hợp tác hàng hải giữa chính phủ Hoa Thịnh Đốn và chính phủ Jakarta là trọng tâm hàng đầu. và một bản tin khác liên quan tới Malaysia, Malaysia mở lại phiên tòa xử hai nghi can trong vụ ám sát Kim Jong Nam. vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua, chính phủ Malaysia mở lại phiên tòa xét xử hai nghi can trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam người anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Hai nghi phạm gồm có cô Siti Asiak, người Indonesia, và một cô người công dân Việt Nam tên là Đoàn Thị Hương. Ông Kim Jong Nam đã bị ám sát bằng chất độc VX, là một chất độc rất là nguy hiểm, tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, xảy ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Và kính thưa quý vị, cũng có một bản tin liên quan đến Biển Đông, Trung Cộng đe dọa tăng cường sức mạnh quân sự tại Biển Đông. Vào ngày 22 tháng Giêng 2018, Nhật báo Nhân dân của Trung Cộng đưa tin Bắc Kinh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường sức mạnh quân sự tại Biển Đông. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục có hành vi khiêu khích tại vùng biển này, thông báo trên được đưa ra trong ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tố cáo tàu khu trục hạm Hoa Kỳ USS Hopper đi qua khu vực 12 hải lý của bãi cạn Scarborough trong ngày 17 tháng Giêng vừa qua mà không thông báo trước cho Bắc Kinh. Một bản tin liên quan tới Nhật Bản, Tokyo diễn tập di tản để đề phòng hỏa tiễn Bắc Hàn tấn công vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Tokyo tổ chức diễn tập di tản người dân vào các trạm tàu điện ngầm và các công trình ngầm dưới lòng đất trong trường hợp bị hỏa tiện Bắc Hàn tấn công. Cuộc diễn tập được diễn ra chung quanh sân vận động bóng chày Tokyo Dome với sự tham gia của 300 người tình nguyện. Và tiếp tục một bản tin khác liên quan đến vụ đám tàu tại Iran. Vụ đám tàu với vết dầu loan lan rộng trên vùng biển Hoa Đông gấp 3 lần chỉ trong 4 ngày. Vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Chính phủ Trung Cộng thông báo các hình ảnh trên vệ tinh cho thấy rằng vết dầu loan rộng 101 km vuông vào ngày thứ Tư 17 tháng Giêng hiện đã trải rộng hơn 332 km vuông trên vùng biển Hoa Đông. Con tàu Sanchi của Iran đang nằm ở độ sâu 115 m dưới đáy biển. Hiện vẫn chưa biết số lượng dầu còn lại trong con tàu là bao nhiêu. Cái thú vị, lượng dầu lan tràn trên biển rất có thể sẽ ảnh hưởng tới khu vực biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản và Nam Hàn thưa quý vị, một số bản tin mà chúng tôi sẽ bình luận trong ngày hôm nay. Bản án của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ mà Nila cho phép Bắc Kinh nghiên cứu khoa học trong vùng biển Phi luật Tân, đóng cửa chính phủ trong nền chính trị Hoa Kỳ. Giám đốc tình báo CIA cho biết tình hình nguyên tử tại Bắc Hàn đó là một tin cũng rất quan trọng và cái vấn đề chính là tất cả mọi người đều quan tâm là vấn đề đóng cửa chính phủ của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua trong những ngày gần đây để trước khi vào cái phần đó là phần cuối của ngày hôm nay chúng ta nói về Việt Nam là những bản tin cũng rất nóng và mọi người từ Việt Nam cho tới người dân Việt Nam tại hải ngoại đều quan tâm và cả những cái thông tin xã của nước ngoài đó là vụ án của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh thì thưa anh tại đức trí như quý vị là vụ án xét xử các quan chức có liên quan đến tham nhũng vi phạm nguyên tắc hành chính trong chỉ thị của cấp trên và vấn đề điều hành của Tổng Công ty Dầu khí Petro Việt Nam vừa kết thúc trong ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Ông Đinh La Thăng và ông trần Xuân Thanh phải nhận những bản án như thế nào thưa anh? Thưa anh, thưa tất cả quý vị, ông Đinh La Thăng, à, cụ ủy viên Bộ Chính trị bị kết án 13 năm tù vì chỉ thị sai lầm trong suốt quá trình và gây hậu quả khá nghiêm trọng. Cũng theo hồ sơ của bản án, ông Đinh La Thăng đã kéo theo các bị cáo khác phạm tội. Ông Trịnh Xuân Thanh ngoài bản án 14 năm tù vì tội cố ý làm trái lệnh còn bị thêm bản án chung thân vì tham ô tài sản khi điều hành Petro Việt Nam, tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam. Thưa anh, đó là hai cái bản án mà họ vừa tuyên án là một người là ông Trịnh Xuân Thanh gần như là tù chung thân và ông Đinh là Thăng thì 13 cho đến 14 năm tù giam và theo hồ sơ tại tòa án thì có phải ông Trịnh Xuân Thanh vẫn phải ra tòa và có nguy cơ nhận thêm nhiều bản án khác không thưa anh? Dạ thưa hoàn toàn đúng, à, theo hồ sơ bản án à, thưa anh thì ông Trịnh Xuân Thanh còn phải tiếp tục ra tòa vì những cáo buộc khác. Ông có nguy cơ bị lãnh án tử hình. Wow, có nghĩa là không có thể có thể không thoát được cái án tử hình. Dạ. Vì có những cái bản án khác ngoài cái bản án tù chung thân. Và ngoài ra còn có 20 bị cáo được coi là tổng vàng của những nghi can này thì họ đã bị xét xử như thế nào thưa anh? Dạ, yeah. à, còn có thêm những bị cáo khác như là cụ tổng giám đốc Phùng Đình Thục và hai cụ phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, mỗi người bị tòa tuyên án là 9 năm tù thưa anh. Và những người còn lại bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù nha. Wow, đây là những bản rất nặng cho tội tham nhũng. Và chúng ta thấy được là trong cái tiêu đề chống tham nhũng thì cũng có một phần đúng. Nhưng mà dạ. thực sự là cái phần đấu đá nội bộ là quan trọng hơn. Dạ. Và trước đây thì thưa anh Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù của ông Ninh La Thăng như thế nào? Trước khi bản án được tuyên bố ngày, những ngày gần đây. Dạ, thưa anh Viện Kiểm sát thì họ đã đưa ra đề nghị là mức án từ 14 tới 15 năm tù thôi Nhưng còn lời khai của ông Đinh La Thăng trước đây thì sao thưa anh? Có phải ông đã từng từ biên hồ và chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, của Bộ Chính trị và của Thủ tướng thời bây giờ hay không? Dạ thưa anh, đúng là như vậy. Theo thông tấn xã Reuters, trích dẫn những bản tin của truyền thông báo chí tại Việt Nam thì đã ghi nhận rằng ông Đinh La Thăng Khai trước tòa rằng việc chỉ định PVC là tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam làm tổng thầu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là theo quyết định của Thủ tướng, Chính phủ và của Bộ Chính trị, trong khi thời đó ông chưa phải là ủy viên của Bộ Chính trị. Có nghĩa ông đã khai làm chỉ theo chỉ thị cấp trên mà dạ. thôi. Nhưng mà trước khi bị ra tòa án xét xử, có phải ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang nước Đức và đã bị bắt cóc trở lại Việt Nam không, Thanh? Dạ, thứ đúng. Vào năm 2016, khi đang còn giữ chức vụ là Phó Chủ tịch tỉnh hậu Giang đó, thì ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang Đức Quốc và lúc đang ở nước Đức, sau khi ông Trịnh Xuân Thanh sau đó ông lại có mặt ở trong phiên tòa bắt đầu từ ngày 8 tháng giêng 2018 để chịu xét xử thì anh có thể gợi ý những điểm chính không thưa anh. Dạ thưa vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 đó thì chính quyền nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa ra thông báo rằng là ông Trịnh Xuân Thanh về Hà Nội tự ra đầu thú. trong khi đó chính phủ Bá Linh thì đã khẳng định rằng ông Trịnh Xuân Thanh bị an ninh của cộng sản Việt Nam sang Đức bắt cóc để đưa về nước. Và sự kiện này đó đã khiến quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức đã bị rạn nứt khá nghiêm trọng. Bá Linh đã có hàng loạt các biện pháp phản ứng về vấn đề ngoại giao như trục xuất một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam tại Đức và đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Vì đây là cái vấn đề mà ngoại giao và đã can thiệp vào nội bộ của một quốc gia khác tại chỗ bắt cóc ngay trên lãnh thổ của Đức Quốc là một đất nước có pháp luật hiện hành. Và đi nói như vậy thì vụ án liên quan đến tổng công ty dầu khí Việt Nam có phải là vụ án lớn không chỉ tại Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang theo dõi tình trạng hiện nay thưa anh? Dạ thưa vụ án tổng công ty dầu khí Việt Nam nó không chỉ là một vụ án được truyền thông báo chí Việt Nam liên tục nói đến mà cũng được một số các quốc gia khác như nước Đức đang có theo dõi thôi. từng bước và từng diễn biến và để nói như vậy ông Trịnh Xuân Thanh có bày có bảy luật sư bào chữa trong số các luật sư này có luật sư nào người Đức quốc hay không thưa anh? và dạ, ông uh, không có thưa anh bà Petra Sargenhau là luật sư của người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh á, đã bị cấm không cho vào Việt Nam vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng Giêng tính theo giờ địa phương dù bà đã xuống sân bay tại Hà Nội thôi, có nghĩa là bà không, không được cho, cho vào, không được cho vào Việt Nam. kỹ những cái luật sư của Việt Nam mà thôi và nếu nói, nói như vậy thì tòa đại sứ đức tại việt nam không thể can thiệp cho luật sư Petra Sangerhoff hay sao anh? Dạ, thưa đại sứ tại nước đức đã có trình bày về cái trường hợp của nữ luật sư Petra Sangerhoff với chính phủ nhà cầm quyền cộng sản việt nam tuy nhiên đã không có mang lại một cái kết quả nào thôi có nghĩa là không được có luật sư của nước ngoài vì đây là một vụ án của quốc gia việt nam yeah. và sau khi bị kết án thì các bị cáo sẽ nhận bản này ngay hay là sẽ kháng cáo thưa anh Dạ thưa thì uh, báo chí cũng như là luật sư của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh đó đã không nói gì về khả năng về vấn đề kháng cáo uh, nhưng thông thường đó là sau khi kết án thì các bị cáo có quyền kháng án đây là theo cái luật của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam uh, uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta đều thấy được đây là một cái vụ án mà đã được thế giới uh, cũng quan tâm và rất nhiều những bản tin của thế giới đã đưa ra thì chúng ta thấy đây là về những uh, những nhà tranh đấu về dân chủ nhân quyền đó uh, thứ anh thì người ta uh, qua cái sự việc này thì người ta uh, cho thấy rằng đây là một cái vụ thanh trừng trong nội uh, bộ, bộ chính trị khá là mạnh mong điều ý viên của bộ chính trị mà đã bị ra tù đã bị bị kết án và ngay ông Đinh là Thăng cũng là một người nhân vật nổi tiếng của nhà công nghiệp cộng sản Việt Nam trước đây. Yeah. Nhưng mà vấn đề là chúng ta thấy được chắc có không có hề có cái sự mà kháng cáo nhưng mà không biết nó sẽ đi về đâu. Tại vì ở Việt Nam thì cái luật đã cái bản án đã có sẵn rồi, không có dễ mà kháng cáo. Nhưng mà có một cái điều này là anh thấy về cái bản án này đó thì đã có rất nhiều những cái tin đồn cho rằng đó là cuối cùng những cái nhân vật đứng đằng sau đó như là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó rất là có thể bị nêu tên nhưng mà uh, cho dù bị uh, nhắc đến một cách gián tiếp nhưng mà tới giờ này hình như là cũng chưa có sạch gì hết chưa có thấy có yeah, một cái chưa cái thấy một tin tức nào hết. về cái uh, cụ khi có thông tấn xã của nước tính. ngoài thì có gọi phone và yeah. muốn hỏi thăm về cái vấn đề là ông đình là thằng có nhắc tới cái bộ chính trị cũng như là thủ tướng thời bây giờ nhưng mà không có trả lời từ phía cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng mà bên chính quyền nhà Công nghiệp cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng chưa thấy nói đến cái vấn đề của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay là ai là người chỉ huy chỉ có là vấn đề là đang xử những bị cáo này thôi. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ theo dõi bản tin và tiếp tục có những cái chương trình thời sự để chúng ta đi theo cái 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 vấn đề cái bản án này và để coi coi có vấn đề kháng cáo hay là có liên quan đến những nhân vật nhân vật khác hay không. Và đó là cái vấn đề của Việt Nam quay sang với chính phủ của phi luật tân chính phủ manila cho phép bắc kinh nghiên cứu khoa học trong vùng biển của quốc gia của họ thì thưa anh vùng biển benham rise ở đâu và cái vấn đề này bắt đầu từ lúc nào mà họ cho phép trung cộng dạ, dạ, thưa, anh mình, dạ, thưa anh bình và thưa anh bình thưa tất cả quý vị cái vùng biển benham rise là một cái vùng là một cái khu vực một cái dải đá ngầm ở phía đông luzon hòn đảo chính của phi luật tân một khu vực uh, dưới biển và được biết là cái diện tích là rộng 13 triệu hecta được xem là cái nơi rất giàu khoáng sản cũng như những cái mỏ khí đốt tự nhiên và có hệ sinh thái sang hô rất là rộng lớn và vào năm 2000, 2012 đó thì Liên Hợp Quốc đã công nhận Benham Rice là một phần thềm lục địa của chủ quyền Uh, phi Luật Tân thì anh biết trước đó, đó thì uh, Trung Cộng và Phi Luật Tân đã cũng có những cái tranh chấp nhưng mà rất may mắn cho Phi Luật Tân đó vào năm 2012 đó thì uh, về phía Ủy ban uh, Luật pháp về vấn đề biển đảo của Liên Hợp Quốc đó, đã đưa ra uh, công bố chính thức rằng công nhận cái giải đá ngầm Benham Rise này đó, là thuộc về của Phi Luật Tân và hình như Phi Luật Tân có kiện ra tòa án quốc tế và toàn quốc tế công nhận cái vùng những cái bãi đá những cái vùng đó là chủ quyền của Philippines nhưng mà lúc đó là bên ông tổng thống người tổng thống trước trước ông tổng thống Duterte bây giờ nhưng mà bây giờ thì ông ta nhiều giọng và dễ dàng với trung cộng hơn và nói chung là có bị ảnh hưởng chút xíu và chúng ta thấy được là cái vùng cái 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 bãi đá này cái vùng bên cái vùng uh, Benham Rice thì có hình như là có đổi tên thành là Philippines Rice có cái vấn đề không anh có từ bao giờ thưa anh Nhà thứ Anh vào ngày 16 tháng 5 2017 tức là vào năm ngoái đó thì Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte đã ký xác lệnh số 25 chính thức đổi tên vùng biển Benham Rise thành Philippines Rise. Mục đích của việc đổi tên này không ngoài cái việc là khẳng định chủ quyền của Philippines tại vùng biển này. Vừa khẳng định chủ quyền, bây giờ là cho phép trung cộng khai triển và và nghiên cứu những cái vùng biển của Uh, Benham Rice hay là Philippine Rice Thì chính phủ của Manila Bây giờ đồng ý cho Trung Cộng Tiến hành nghiên cứu khoa học tại vùng biển này Thì có nguy hiểm gì và có cái ảnh hưởng gì Thưa anh nếu mà họ đã chấp nhận chủ quyền Mà bây giờ lại cho phép Trung Cộng thì sao Nó có bị trái ngược hay không Dạ vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua đó Thì chưa đầy một năm Kể từ khi đổi tên Từ Benham Rice sang Philippine Rice Thì Tổng thống Rodrigo Duterte đó Lặng lẽ cho phép Trung Cộng Tiến hành nghiên cứu khoa học tại vùng biển này và bất chấp hết những cái mối lo ngại và nguy cơ đối với chủ quyền lãnh hải của phi luật tân thì anh cũng còn nhớ đó là vào năm ngoái đó khoảng chừng 5 6 tháng về trước vào năm ngoái đó thì sau khi mà phi luật tân đã lên tiếng khá gắt gao về trung cộng về vấn đề chủ quyền của phi luật tân thì sau đó đó thì chủ tịch cộng sản trung cộng lòng ông tập cận bình có mời à, tổng thống philippines Ông, ông Duterte. Duterte qua bên trung cộng và đã ký kết một số những cái hợp đồng. hợp đồng mua bán và mậu dịch và sau đó thì tổng thống Duterte đã hoàn toàn hoàn toàn đổi dòng đổi dòng dạ yeah. có nghe bị dụ <laughs> những cái mối làm ăn kinh tế bị du dỗ rồi chứ gì nữa phải không nói chung nó thẳng ra là như vậy có nghĩa là lúc đầu thì mạnh tiếng nhưng mà sau đó im tí yeah. tiếng để cho trung cộng tiếp tục để đi nghiên cứu vào cái vùng biển này thì cái nguồn tin của chính phủ Manila của Philippines đồng ý cho trung cộng tiến hành nghiên cứu khoa học tại vùng biển Philippines có được xác định đúng hay không hay là nó có thật hay không và Trung Quốc muốn nghiên cứu về vấn đề gì tại vùng biển này thanh và thưa theo lời ông Harry Roque đó phát ngôn viên của tổng thống phi luật tân Duterte đó thì phi luật tân đã cho phép trung cộng nghiên cứu trực tiếp với đại học phi luật tân để tiến hành những nghiên cứu không được xác định rõ trên vùng biển Philippines và trước à, khi mà phát ngôn nhân của tổng thống Duterte xác nhận quyết định cho phép của cho phép trung cộng nghiên cứu khoa học ở tại vùng biển Benham Rice thì vào ngày 12 tháng Giêng 2018, thì nghị sĩ đối lập của Philippines, phi Tân là ông Gary Alcano đã tiết lộ tin này, cũng như đã bày tỏ sự lo ngại của ông về việc Trung Cộng được phép nghiên cứu ở, ở Philippines. Ông đã lên tiếng cho rằng cho phép một cơ quan tham vấn của Trung Cộng tiến hành điều gọi là nghiên cứu khoa học trên vùng biển của phi luật tân dù có sự tham gia của người phi Đục tân đi nữa đó cũng sẽ là một hành động bất cần và vô lý có nguy hiểm cho 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 cái tổ quốc của mình hay là có vi phạm cái chủ quyền hay không mình cũng chưa biết nhưng mà đúng là có cái sự mà phải phải cẩn thận đề phòng khi mà trung cầu nhập vào cái vùng biển này là vùng biển của phi Đục tân và chúng tôi tiếp tục dưới làn sóng của đài truyền hình kvla Chúng tôi, tại vị Trí và Quốc Bình sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại ngắn để quay trở lại nói về vùng biển Phi Lực Tân cũng như bản tin đáng chú ý về cái vấn đề chính phủ Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Xin mời quý vị nhớ đọc theo dõi.